Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Mày cản gì ta? Gì mà đây, gì mà đây? Mày lấy cái gì mày cản ta? Mày gì mà bên phải biết nha, nó lên chỗ bên phải biết à? Lai bánh cầm cái bình. Gì mà cái bánh? Alo alo, nó định làm gì Lai bánh? Anh ra nè. Cứ farm thôi, đợi bọn có đồ ấy tí. Bọn có hai phép hả? Hai hai tay của ti nha. Cái tầm bánh này chắc là phụ em không? Rồi, ok đã sắp chết. Anh vét lên trên à, sẵn trên đi. Wow. Trời ơi, quả này anh ghi nhá vậy rồi. Giao thu ở trên á. Đánh không? 40 giây có con Joker nè, Joker nè. Rồi, từ từ anh ơi, từ từ. Hồi đó đang vẽ mít nha. Pyramid nha, Pyramid nha, Pyramid nha. Này ông Tuấn ơi. Rồi, làm đi ông Tuấn. Kira lên, Kira lên, Kira lên, Kira lên, Kira lên, Kira lên. Kira lên. Wow, mà chú chết nữa rồi. Còn ti á, nó còn ti, còn ti. Em còn ti nha. Lại còn ti. Cái đó còn ti á. Nghe đạp anh hơi đau quá. Chết được không chết được. Không sao. Ôi. Ôi. Thu diễn kỹ năng của mấy anh trai này rồi. Bỏ bó đi, lên tớ bé. Đép được không? Anh đép em không đép được hả? Không 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 không. Tiên cẩn thận. Không tiên rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Rồi hay rồi. Chết rồi. Cái ra quá. Cái ra tầng hình rồi. Không ai đứng cạnh em đỡ gì nữa. Sao vậy kiểu nào? Đang xung với Joker. Kìa, đi phó đen kìa. Này. Lính vào kìa. Lính vào, lính vào. Boss này, boss này, boss này. Boss biết này. Mày băng xương rồi đó. Giờ hả, bỏ hết rồi. Hai về con ti. Mình tổ cơ bát lại pha này nè. Nè nè, có chiêu con ti nha. Đợi. Team mình 15 giây bắt con ti. Ok, hết chiêu kìa. À, Esu bắt lát, Esu bắt lát. Foren bắt ti nha. Esu bắt xương rồi. Foren bắt ti nè. 5 giây con ti nè. Đợi. Con kia ra yếu rồi đó. Nhiều lính vào quá. Con Esu phở gì quá. Không có theo quýnh, Esu nó có bằng xương, có ti, có lát luôn, anh bắt không được. Cái mid mình cũng thua, cái boss mình cũng thua. Tôi em phải chơi. Được không? Có bị hai xạ thủ hay gì quá không? Sao? Phải chơi đúng không? Team bắn được là được mà. Ok. Bây giờ anh bữa nửa cày họ đã chết luôn á. Ừ. Team đang bắn trụ nha. Mày đấy setup chuẩn luôn á. Bắn trụ dưới là bên luôn có mỗi Phoenix với Dexter. Ôi Lạc ơi, Lạc đi đây, vậy đây, là đây, không đây. Ai giữ sai đó. Rồi lấy trụ 2 đi. Anh không có giải nha Green. Nó tràn qua này. Từ đây. Quả này chỉ có thể đánh ngược lại thôi. Rồi. Cái bắt về không rồi bay. Cái bắt về không bay chỗ á. Solo đi, gắn kẹt qua lâu á. Gắn kẹt qua lâu rồi đó. Mid đép cho mày nha, nó lên nha. Bây giờ không bay hết chỗ dưới nha. Solo không nổi. Chỗ dưới kìa. Nó giàu quá. HT đây, HT bụi trước mặt anh. Đang có xa lại. Nó đợi con kinh công. Con kinh công mà ra quýnh nhau luôn không? Ga thì phải ra sớm, ga phải ra sớm nè. Kinh công nè. Trái á. Thế thì ủi qua, thế thì ủi qua. Ê đợt lính tết nè, đợt lính tết nè. Quýnh hả? Anh chàng bên trái trước anh dây ghép. Kìa góc đánh được. Nhà kìa. Đánh đọc, đập giờ. Lui nha, lui nhẹ. Lui ra, cứ lui ra, chưa có giải đâu. Nó thấy năm về rồi. Sao rồi? Ổn không? Rồi. Ủa, ủa, ủa. Con em mất à, con hai trái tay yếu rồi. Cố lên. Đang lên. À, không bắn được chưa rồi. Không sao đâu, về đi. Lạc đá cho về. Quả anh Ritter nó lấy nước nó vô em rồi. Lùi, lùi được, đánh đếm. Nó cầu cho hàng kia lên, lùi đi. Đồng ơi, gắn lùi. Lùi được không anh không? Chết rồi. Lùi đi. Rồi. Điều thiện nó bụi ngay chỗ chim trên đây. Ok, ok. Chơi đi. Gọi swap lên lại luôn đi. Anh Nam coi. Phá sai chứ không? Phá siêu điều thiện kìa. Rừng nó yếu kìa. Rừng nó yếu nha. Rừng nó rét trước đúng không? Rừng nó này, rừng nó yếu. Rừng nó bên tì. Rồi. Đây, con rắc trên này nha. Con rắc trên này nha. Cho nó thủ thôi nha, khó quá bỏ trụ nha, dưới đây Omen á. Mình lấy 600 lần tụi nó đắng đi. Ok, mất 2, nó chỉ bị chơi trên nè, nó chỉ bị chơi trên nè. Em bạn lính, không cần.
Nó về rồi. Ê, nó kéo xuống nhà nó đủ năm á. Không sao, vẫn cân được. Cân được. Cân được nha. Đang xuống này. Nó ẩu anh khắc kêu anh chém dần sau được. Em đang xuống này. Nè. Nó hết chiêu rồi, nó hết chiêu rồi, nó hết chiêu rồi. Đi thì những sinh, đi thì những sinh. Lùi, 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 lùi. Con rồng này chạy ra mít nha mọi người. Ok, ok. Con rồng thơm á, rồng nhà tôi nuôi á. Nó muốn kéo. Nó kéo nha, em đặt tiện ra. Rồi, Điêu Huyền mất Ờ, đừng có lỗ, ông biết. Ờ, mình xích rồi. Em giải rồi, em giải rồi. Rồi, 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 được á, được á. Em có chuyển sinh, em có chuyển sinh, em có chuyển sinh, em có chuyển sinh. Tái cho anh đi, tái cho anh đi, anh khác hả? Em đang nhử này. Tui nó lại, em chuyển sinh rồi nha. Em ra liền á. Em đang đập chủ á. Tui nó xong rồi. Mình tui nó thằng tượng. Rồi, anh nó hết tui rồi. Mình có lát thằng tượng ơi, mình có lát thằng tượng ơi. Hơi khó vậy á, hơi khó với gì đó. Ơ, nó chuẩn bị xuống boss đép này, còn man nó đi. Lui đi được không? Để trên này lên cho mang kim công được mà. Nó xuống kìa. Nó chèn xuống á, người ác kéo được á. Đừng đi xuống nha, lại đừng đi xuống. Nó xuống cứ lần lần thôi. Mình phải lan xuống thôi. Rồi bánh bị xích rồi. Có chuyển sinh. Mới đi. À. Anh Nam cũng chết luôn rồi. Cứ top rồi mít thôi. Nó chèn xuống em, hồi đó em chết chắc rồi. Rồi đó chèn rồi chết rồi. Hai có chuyển sinh, đừng cứu. Câu cho anh. Đợt lính này đóng băng cho anh. Rồi. Kệ lúc mới anh đẻ, không có Nam. Để em. Thằng kia nát có khi vậy chết. Đứng sau rồi. Sau con rồng tí nó muốn kéo á. Rồi, 5 giây có giải. Ê, mình 5 giây con ti. Được rồi, kéo được. Thôi anh. Vô luôn anh, vô luôn anh. Thoải mái. Vô anh năm ơi. Đánh lộn không? Đánh chủ chứ nha, đang đánh chủ nha. Bạn đằng sau này. Rồi. Nó đang đóng băng được nha, sao kìa. Em băng xương rồi. Ê, ghi nắc rồi, bên tim mình yếu. Rồi. Giết AD rồi đó. Giết được AD rồi. Bởi nét thôi. Ờ, ok, win rồi. Lính đâu? Không có lính. Để từ từ ăn nốt chén cơm này là có lính rồi. Rồi, no rồi. Làm tô hủ tiếu. Căng quá, nhiều game căng quá vậy. Anh đang không ăn hủ tiếu vậy không ơi. Căng quá. Em một mình bắt con teo được không? Để anh chém ngay giữa. Em á hả? Ừ. Em, it's me. Nó tóc biến nó chạy thôi, xong rồi em lui về. Nói chung là anh đánh theo cảm hứng trong cái combat đi. Rồi. Không, đừng ở trên nha, đừng ở trên nha. Rồi, được rồi, lui. Tâm tóc rồi. Giả bộ này, anh giả bộ quẹo xuống đi. Ê, hình như đừng ở trên này. À, đừng ở đây rồi, mình nó, tâm được rồi tâm. Nó đùa lên nha. Còn con đầu này. Lấy được chỗ luôn, lấy được chỗ. Con đầu. Ê. Đã chịu xong rồi quýt xuống. Ok. Chịu xong quýt xuống anh à. Nó tui lên nè, anh kẹp. Lui xuống không lui. Lui xuống. Nó xuống. Hết này. Rồi. Lui gần chết. Kéo cái. Rồi. Ta đem về mít. Đây. Đợi nhà chạy ra nha. Lửa bố không bên ti nè. Xong tâm bớt nó mình lên thì chết lửa bố. Lửa bớt không bên ti nè. 5 phút rồi này. Ừ, nó giấu sai nó bay được nha. Biết. Con đời này. Ngoài nó set up em dưới này. Hết được con này, hết được Ryoma rồi. Đứng cứng ngắc luôn. Đang xuống. Ủa này chịu rồi. Anh lấy xe trên mọi người phải tự coi dưới thôi. Anh phải lấy xe. Lửa bớt mất con xương nha. Đây vừa 3 rồi. Cày thế. Anh xuống dưới anh chết tù luôn. Đi hướng chú em chứ anh chết. Lửa bớt mất con xương. Thôi chạy đi. Nhìn vậy đúng rồi đó. Ủa anh đánh đến mức băng xương đúng không hả? Vân nói vậy không nghe vậy Vân. Bên chưa lộ đâu nha, con đờ tới đây. Mất băng xương luôn hả? Lửa bớt mất xương. Em đang lên, đang lên. Lửa bớt mất lát, lửa bớt con ti. Điều ma đúng không? Mình mới hết lính. Lửa bớt mất con ti rồi, Dưới này 3 lần rồi nha. Cướp rồi. Dặn Điều ma lên trên nha. Cần hơn mấy cái bụi nu nữa đó. Mày cản gì tao? Ghi ma đây. Mày lấy cái gì mày cản tao? Ghi ma bên phải mít nha, nó lên chỗ bánh á. Lai bánh cầm cái bình xịt quá ghê. Alo, nó định làm gì lại bắt anh ra nè. Alo. Đây em ra mít nè, Có tiền tốc biến. Còn AD nó có băng xương nha. Em bắn đầu lắm muốn người trước đi. Còn tầm bắn ti. Thật bên bị ta nha. Rồi lùi lại tí nè, đánh xương nè. Bên đó không có chuyển sinh đâu. Bên kia. Bên chém anh không kệ, không sao. Băng xương. Đó. Giết. Chơi. Lùi tí anh ơi. Gì. Em bị con bên nè. Tôi tiền đời cho ông hai like đó. Chứ sao mà ông có được cái pha này được. Cảm ơn ông nha. Rồi, chạy đi. Win luôn kìa mọi người. Bên yếu. Ai tăng được không? Anh không tăng được. Có đầu à. Có tùy. Có tốc biến à. Không có đồ chuẩn bị ra.
Quả này không có giải nha, quả này không có giải nha. Không sao. Dồn nó đi, được không? Được. Đỡ đam rồi, Ben nè. Rồi Ben cắt rồi, Nè. Rồi, đánh nè. Rồi. Bước bẩn kìa. À, lại bắn tăng, Rồi, win rồi. Đeo ra được. Làm tô phở cái. Trời ơi, lại bắn đánh kìa. Ôi, sao có làm tô phở cái. Ông ơi, thằng nào đánh con dê fit vậy? Ông thằng nào vậy? Ơi, cái đồ ông bẻ ra nó bắt bình không? Nó bắt bình không? Nó bắt bình đó. Trời ơi, sao mà nó làm gì được ông nữa? Ông đâu không bắn trúng tới tèo. Được bắn trúng tèo mà. Không bắn tới, ý là trong combat đó. Được đó chứ ông vẽ đồ này hay lắm. Trời ơi, nói gì nữa. Làm trong tô phở liền, nó quá là thơm luôn. Mấy này tâm lý rồi. Nó quẹo xuống nha. Ê, quẹo xuống nè. Hơn người nè. Ở đây nè. Đây. Larian kìa. Lại có nhảy kìa. Nhảy ai? Đúng này. Kìa lôi anh, bắt lôi anh lại. Lôi anh kìa, lôi anh bắt xuống kìa. Lôi anh hồi sinh. Đánh lui rồi tí. Lôi anh kìa. Ôi, à, chạy được hết luôn kìa, quấn được nó không? Timmy hết hồi sinh chưa? Hết hồi sinh. Vé thăm bộ em nha, chuyển sinh ra đó. Cầm bắt fail. Sao? Kỳ thế. Tại vì mọi người đánh đằng trước nhiều quá. Đằng sau thằng Lorion nó được Timmy hồi sinh. Đánh làm biết đâu. Timmy không lát nha mọi người. Thì mình thiếu người đó nha. Top, mình phải đánh một pha nha. Tới đây, đánh được top nè. Rồi để em vô câu trước cho. Câu chuyển sinh. Đồng ơi, bay luôn đi đâu. Tao tuôn vào ông hàng á. Tóc hành đây này. Slim này. Ê, hồi sinh hồn à. Cơ bắt mọi người. Chết rồi. Win luôn á mọi người. Rồi, chiến sinh. Anh em bay Slim à. Đánh ở dưới. Slim. Đang tới rồi. Slim kìa. Mình đang thiếu người nha. Anh nhảy con ti này, trúng này. Rồi, lui lại. Bắt lại, đánh sau. Nô kìa. Slim bật cung rồi này, đằng sau này. Slim bật cung ném em này. Slim bật cung, giết nó luôn được không? Slim ném em đằng sau này. Slim free. Rồi. Linh bot nha, Slim bot rồi xanh Slim. Focus Slim. Linh bot còn nha, bot hơi ghê nha. Lùi. Ê, để em ra, từ đợi em tí. Nó đang Slim nó không có gì hết trơn á, mình có bắt ngon. Em trúng lao rồi. Giết xuống mình là giải rồi, giải rồi. Mình cầm bắt được. Chết xuống mình rồi, quýnh đây. Em nhảy chặn đầu này, rồi. Chấp mẹ lên đường rồi. Slim này. Mít này. Mình ra. 20 tay em chặn đây cho. Win rồi. Mình còn lên tên sau nha, Tưởng ơi. Ê, không kể tới bây giờ được nha. Rồi, tao câu ra, Không kể tới bây được. Rồi, có Slim mất liệp. En được. Nó ba hàng nè, chuẩn bị nè. Mất liệp, mất cung. Rồi, mà lâu mới thử không? Vô. Lại con tay kìa, lại nhảy vô hàng nào cũng được. Đấy, nhảy, Slim nhảy, đâu Slim này. Ê, lui rồi, đánh ngồi, Slim nha. VDS nè. Thôi, lui, bắt rồi. Ôi, không né được. Lui đây. Không, khó lùi rồi. Slim mới cái hồi sinh á. Thi anh. Về đi, Hằng Tưởng về đi. Em vào rồi, em không ra được. Nói chung buổi trước mặt ra. Làm chậm rồi, lạc. Nhảy sau đít này, rồi, nhảy đâu rồi này. Slim à. Rồi, mất, Timmy mất hồi sinh rồi. Từ từ. Slim mất hồi sinh rồi. Slim mất kéo sân, Slim mất kéo sân. Làm chậm này. Slim mất kéo sân rồi. Giết Superman này. Superman yếu rồi. Đúng rồi. Rồi. VS. Rồi. Slim. Rồi. Mid 15 vàng con tiền. Hai đợt lớn. Timmy mất hồi sinh, Slim mất hồi sinh rồi. Ê, từ em. Đánh ngoài trước, đánh từ ngoài. Hàng nào bây giờ. Superman mất đội tại nè. Có Slim yếu rồi nha. Anh cho Slim ra. Xong rồi. Để em giết nó. Đừng đánh nha. Ê, con này của em. Mày ngán pha. Lái ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao.